Bất bình trước sai phạm và xử lý sai phạm đối với hiệu trưởng thì nhiều giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh tỉnh Nghệ An đã gửi đơn tố cáo đi nhiều nơi. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật cao nhất với vị hiệu trưởng này chỉ dừng lại ở mức khiển trách, khiến cho nhiều giáo viên bức xúc và cho rằng đang có sự bao che sai phạm và cần phải được làm rõ. Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Thuận, hiệu trưởng Trung học phổ thông chuyên Đại học Vinh đã cố ý vi phạm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Vinh trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có việc xếp lớp cho 24 học sinh không đúng quy định. Trong 3 năm có 8 trường hợp không trúng tuyển vào chuyên toán nhưng vẫn được hiệu trưởng xếp vào chuyên toán. 2 trường hợp không dự thi vào hệ chuyên hóa vẫn được bố trí vào hệ chuyên hóa. Thì vừa rồi có một số em là đăng ký nguyện vọng 1 là vào toán. Chị ạ, nguyện vọng 2 là vào tin. Vì hẳn cùng môn thi mà. Thế thì đến khi điểm nó lại cao hơn. Điểm nó thi là nó lại cao hơn cái điểm chuẩn của toán. Thì cũng do là gia đình đến trình bày tin cho giáo sang toán. Thì kỳ thực là tôi cũng có xử lý cho một vài trường hợp. Ngoài vi phạm về công tác đào tạo, ông Nguyễn Văn Thuận bị tố cáo bất minh, thu chi sai nguyên tắc tài chính như nhiều chứng từ được ghi bằng hai loại mực. Trong đó, phần số tiền lại do ông Thuận tự ghi. Bên cạnh đó, ông Thuận còn tự đề ra khoản thu 250.000 đồng một học sinh sai quy định. Nghiêm trọng hơn, trong tổng số tiền 2,1 tỷ đồng chi cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường đều do ông Thuận tự quyết định. Kế toán một cách gọi là kế toán theo đúng nguyên tắc của nhà nước đó, một cách chính thống là không phải kế toán, mà kế toán là tự sắp xếp thôi. Vì đây là đơn, Đại học Vinh là đơn vị dự toán cấp 3, cấp cuối cùng, mà trường chuyên cũng như các khoa khác là một đơn vị trực thuộc. Còn có những chứng từ mà chưa thực sự phù hợp, thì thực ra là vì cái nghiệp vụ là mình không được đào tạo. Trong chỉ đạo điều hành quản lý, ông Thuận cũng thể hiện sự áp đặt, bảo thủ, phát ngôn nóng nảy. Thậm chí một số giáo viên không chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã bị ông Thuận nêu ra giữa cuộc họp. Cái chuyện mà nói quà cáp hay là cái gì đó 20 tháng 11 ấy, thì chỉ có một lần thì ở cái một cái phiên họp thì mình cũng có một lần đó thì có nói đến cái chuyện, thầy Thuận có nói đến cái chuyện là chúc mừng 20 tháng 11. Với những vi phạm và sai phạm trong quá trình làm quản lý tại trường Trung học phổ thông chuyên, mới đây ông Nguyễn Văn Thuận đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Và theo thông tư 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Thuận phải được thuyên chuyển công tác. Thì chúng tôi sẽ cân nhắc cái thời gian điều chuyển hoặc là thời gian bằng một hình thức kỷ luật khác. Chứ không phải là khi có cái chúng tôi sẽ thực hiện nên. Có khi nó lại làm xáo trộn tất cả những hoạt động trường trung học phổ thông chuyên. Theo một số giáo viên, hình thức khiển trách đối với ông Thuận là quá nhẹ. Vì sự phát triển của trường chuyên Đại học Vinh, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý, kỷ luật phù hợp với những sai phạm của ông Thuận.